Đó, hôm nay anh em mình trà nhám, sau đó thì sẽ tiến hành sơn. Em làm sơn bảo no rồi, no vì cái bụi kia kìa các bạn kìa, đó rất là bụi nhá, không đơn giản tí nào. Đây là con đường mưu sinh của các anh em ấy. Cái trận này hôm trước mình đã quay một video về anh em chét bột rồi, bây giờ thì bắt đầu sơn nha các bác. Đó, trận này thì mình chỉ có sơn 3 màu đặc trưng thôi, đó là những có những cái màu sô cô la thì vào những cái thanh dài dài kìa. Đó, rồi trần thì chủ đạo là màu trắng. Đây, những chỗ này là màu trắng nhỉ, chỗ giữa này. Làm sao sợ thế à? Chiều mới lên màu kia đúng không? Chiều còn màu sô-cô-la nữa. Vẫn còn rất là hấp dẫn nên là các bạn hãy đón xem phần tiếp theo đúng không? Phần tiếp theo còn hấp dẫn lắm, các bạn hãy đón xem. Kiên trí. Thì nhờ em nhớ em chọn mã 2 mã. Con đá. Mã trên cho đầu nhá. Con đá. Nghiền ạ. Phúc. Màu mò ấy, nó sơn cái màu mà đỏ chót như kiểu màu mình sơn cái áo quan ấy mà nó khen đẹp thì không chịu chết. Nói chuyện nó ngồi bên cạnh nó bảo cái nhà kia mà có đi ở viện thì nhiều ấy. Ôi giời ơi, nhìn cái nhà đáng sợ ở đây. Sơn gì mà bắt đầu qua nước 2 đó các bạn ạ. Đây, bây giờ anh em mình sơn màu sô cô la vào nhé. Rồi bắt đầu kiểu vẽ đây. Với sự hiện diện của Mẫn Thợ Sơn TV. Mẫn Thợ Sơn. Này Mẫn Thợ Sơn TV, YouTuber Mẫn Thợ Sơn được lên YouTube. Thì vẽ lớn giờ được lên YouTube này. Đấy, tất cả những cái xung quanh đó là mình màu sô cô la hết. Với lại những cái thanh ngang ngang này. Đó. Hơi khó chịu tí. Hôm nay em có cho anh cái cỏ ấy còn gì? Kia là kẻ chỉ xung quanh trần. Đó, bên đó cũng màu sô cô la luôn. Phải sơn mà chứ. Lắp tít gàn lên. Tỉ mỉ ra nó không phải tỉ mỉ. Đây bên này. Đẹp ấy. Được, nói chung là duyệt. Xem của nhau một tí tự đó là nó sáng tạo giống như cái
có cái thằng nó đẹp, nó có cái chất giọng em bé mà biết bao nhiêu người sử dụng cái giọng của nó là gì. Cái thằng mà chị ông nông 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 đây là hai anh em, một người đang sơn nước 2 và một người đang nước 1 nha các bác. Đó. Chuẩn bị hoàn thiện rồi đây. Kìa, đồng chí đã sơn, đồng chí đang kẻ nước 2. Chi tiết nhỏ. Nước 3 rồi. Nhiều chứ, tất nhiên là phải nhiều nên video mà. Anh em thợ sơn đang rất tỉ mỉ và gấp rút để cho xong cái trần này trong buổi chiều nay. Đại gia, thế là anh sơn màu này là anh cũng thành đại gia đúng không? Anh đang đại gia sẵn rồi. Kẻ để cho kín đúng không? Chỗ này là điều chỉnh đúng không? Luôn chắc ăn chân gà nhiều gì. Đây, sau một hồi anh em thi công thì cái trần nhà mình cũng chuẩn bị hoàn thiện rồi. Nhìn rất là bắt mắt nha. Đó. Anh chị nào mà làm trần thạch cao mà mẫu này thì em nghĩ là cũng khá là đẹp đấy. Nên chọn cái mẫu như thế này này, nó đơn giản thôi mà nó đẹp, không nhất thiết phải cầu kỳ đâu. Đó, đây là cái trần nhà em đã hoàn thiện rồi nhá các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em nhá. Nhớ cho em một like, một subscribe và chia sẻ nhá. Đó, nhìn rất đẹp mắt các bác, nhìn đơn giản thôi mà đẹp.